cuộc đời ôi vui sao khi xích lại gần với nhau, làm ta thêm yêu đời biết bao. Tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn trân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Mẹ ơi, mẹ mẹ, để con chạy ra chợ cái nghe mẹ. Chạy chợ làm gì? Dạ con mua cá. Ủa, mua cá gì mà sao bây giờ phải đi mua? Dạ anh dặn con mua cá lóc mà con quên con mua cá hú. Cá lóc, cá hú thì kệ đó, cứ đâu ăn đi. Cá lóc có hú ăn tốt chứ có gì đâu mà phải đổi. Không được đâu mẹ ơi. Sao? Anh có lắm. Bữa hôm anh kêu con mua rau muống mà con đi chợ con mua rau nhút. Rồi anh về anh chửi con quá trời luôn. Trời đất ơi, nó chửi con hả? Dạ. Trời đất quý thân ơi, thằng sao lúc nãy nó kỳ cục vậy ta? Dạ, để con đi chợ. Thôi thôi, ngồi chỗ này. Con cứ ngồi im đi, yên tâm đi. Mẹ nói cho con nghe nha. Có mặt mẹ, cha anh không dám chửi con nữa. Con cứ kệ nó đi, cứ nấu chỗ này ăn đi. Dạ. Mẹ ơi. Hả? Sao đàn bà của mình khổ quá vậy mẹ? Mẹ biết mẹ. Đàn bà khổ cho nên mẹ có thương con. Thương con cái là đẻ con ra. Nó để mang họ của thằng cha. Mẹ ơi, con khổ quá mẹ. Con dâu của mẹ. Mẹ ơi. Con, lên đi. Ủa làm gì hai mẹ con khóc lóc vậy? Ồ, dạ thưa mẹ con mới về. Chuẩn bị dọn cơm tôi ăn nghe chưa? Ê. Dạ. Gì? Là ai? Dạ con dặn vợ con. Dặn vợ mày dặn cỡ đó làm tôi giật mình phải không? Dạ không có, con sợ vợ con quên. Tôi mời anh, trân trọng mời anh ngồi xuống đó nghe tôi nói chuyện. Ủa sao bữa nay mẹ xưng hô gì với con xa lạ quá vậy? Xa lạ cái gì? Mẹ muốn hỏi con. Dạ. Sao mà phải con đi về là con lớn tiếng? Dạ. Làm sao? Con đâu có lớn tiếng đâu mà. Ông lớn tiếng mà về nạ cái kiểu đó làm sao? Con có thương vợ con không? Dạ thương. Từ đó là vợ của con chứ đâu phải là đầy tớ. Có gì đang nói? Mà nói gì với mẹ tôi phải không? Ê! Con nín. Con đừng có khóc. Con khóc là làm cho mẹ rối cái mẹ lớn tiếng. Đâm là mẹ không có gương mẫu với nó. Dạ. Giờ mẹ hỏi nè. Dạ. Thương vợ con phải không? Dạ thương mẹ. Vợ chồng là đầu óc tay gối phải không? Dạ đúng vậy. Có cái gì không vừa lòng thì nói với nó, làm cái gì mà nạt tới nhạt lui, ăn uống con biết không? Nó ở nhà suốt ngày, nó lo cho con từng ly từng tí, từng cái áo, từng cái quần, từng bữa nay ăn cái gì, mai ăn cái gì. Ơi mày thích ăn cá này không ăn cá kia, thích ăn rau này không ăn rau kia. Mày chưa vừa lòng phải sao mày về cái là mày nạt nó làm sao? Vậy là bà nói cái gì với mẹ tôi nè? Em đâu nói gì đâu, em đâu nói mẹ gì đâu. Con đâu nói gì đâu mẹ. Trời ơi, trước mặt tôi mà nó còn la cỡ đó thì không có tôi thì nó... Con đâu có la gì đâu mẹ. Con chỉ hơi lớn tiếng thôi mà. Nói vậy mà còn hơi lớn tiếng à? Nát bằng cái muốn bể nhà bể cửa mà lớn tiếng à? Con nín đi. Dạ. Cái gì vậy? Dậm trên đầu mẹ hả? Dạ, dạ không có mẹ. Con dậm cho cát rơi khỏi già. Em mày tin là cái ly mày chọi bể đầu. Dạ con biết. Hả? Dạ, dạ xin phép mẹ. Nó mới dặn cát đồ dằn mặt mẹ đó. Dạ không, con mẹ biết mà mẹ. Dạ, con đi nhẹ nhàng đi mà. Ủ dầu vô lửa ha, nhỏ ha, ủ dầu vô lửa ha. Thấy không, trước mặt mẹ, nó dám chửi con. Nàng dâu mẹ coi nó như là con ruột em đấy, con có yên tâm. Mẹ, ừ. Con khổ lắm mẹ ơi. Nên mẹ đừng khóc mà. Đâu rồi? Hả? Cái ra bát màu hồng của tôi đâu rồi? Sao bà cứ soạn bà dùng tùm lum hết trơn rồi bây giờ mất cái ra bát màu hồng của tôi rồi? Vậy thì thôi, nếu không có màu hồng mình lấy màu xanh đi. Màu xanh gì màu xanh? Bà biết được cái màu hồng cái màu may mắn của tôi không? Tự nhiên giờ bắt mày màu xanh. Tôi chỉ thích cái màu hồng thôi. Tại sao mày cứ thoảng tùm lum mà dùng mất tiêu cái màu hồng của tôi là sao vậy? Hả? Làm gì sáng sớm hát um sùm vậy? Dạ đâu có, con... Con bị bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con... Con đâu phải là con nít? Dạ. Ăn mặc rồi đồ đạc đi đâu về là cất có nơi có chỗ đàng hoàng nha. Vợ mày chứ nó đâu phải là con ở rồi mày muốn đi nó sao vậy? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Nhưng mà... Không có nhấn nhị gì mẹ. Chứ con... Để ra mẹ nói.
cái hồi mà mẹ bằng tuổi của con đấy anh, ở dưới quê đấy anh, ta nói tay bên này bồng đứa, tay bên kia bồng đứa, lốp gà lốp vịt lốp chó, nhà cửa tụi tùm lum, một mình tao làm tao biết hỏi ai, không hỏi ai tới trời. Vậy mà công việc đâu ra đó mày cũng phải học tao chứ. Nhưng mà sao không có nhân nhị gì hết trơn trời đó. Mẹ thấy chưa, mẹ sinh anh ra 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, rồi bây giờ anh bự vậy anh cãi mẹ, cãi mẹ đó mẹ. Thương 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 mẹ, mẹ thương lắm. Vợ mày nói nó đúng, vợ mày nói đúng. Nhưng mà mẹ phải nhị nín 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 nín. Hở ra cái la lối. Tao nói cho biết nha, sống là phải cho đàng hoàng chứ không cần mẹ sẽ cũng không nấu cơm cho con ăn, vợ con cũng không nấu cơm cho ăn, không có tiền không cho ra tiệm ăn. Nhìn đói mẹ con uống nước lạnh cũng không cho nữa, đi xuống mẹ nấu nước mát. Dạ, xuống ổn xuống ổn. Cảm ơn mẹ, cái tay chân. Cái gì vậy? Uh-huh. Tại sao vậy? Dạ. Ai cho mà phép mà thay cái ra này đi? Tôi đã dặn với bà rồi, bà phải thay cái ra màu hồng. Mà tại sao bà thay cái ra này cho tôi hả? Này không đẹp quá. Bông mới đẹp, bây giờ bà thay màu hồng cho tôi. Mẹ ơi mẹ. Qua hồng với màu hồng, bà làm đi, bà làm đi. Dạ. Mẹ ơi. Sợ mà muốn làm, bà làm đi. Để giúp con dâu của mẹ. Mẹ. Dạ, mẹ còn nhức chỗ nào không mẹ? Thôi, nhưng mà sao mà giờ này nó chưa về ta? Đó, mẹ thấy hả? Chưa? Bây giờ là ngày nào đi cũng 11, 12 giờ đêm. Nói đi nhậu tiếp khách vậy đó mẹ. Ủa vậy hả? Dạ. 11, 12 giờ đêm chưa về? Dạ. Trời, biết nó có sao? Con nó làm gì như đi như đi đi như con khua vậy hả? Võ con sao? Dạ. Con với mẹ con đi làm mới về. Trời đất ơi, mẹ thấy cái kiểu gì kỳ cục vậy Võ? Con sao vậy? Dạ đừng đừng mẹ con xin chào hai người phụ nữ mà con yêu quý nhất trong nhà, và cũng là hai người phụ nữ không hiểu gì con. Trời đất ơi. Trời ơi, bữa nay dám ăn nói với mẹ như vậy phải không Võ? Thưa mẹ, mẹ, mẹ bình tĩnh. Mẹ cứ yên tâm đi, bắt đầu kể từ bây giờ cho đi. Con sẽ không hề nói gì hết, mà con cũng không có lên tiếng bất cứ điều gì. Ở nhà ai muốn làm gì thì làm, nhất là vợ con. Em ơi, em vô trong nhà bếp, em lấy con dao đi vợ. Chứ em lấy con dao đi em. Anh đừng có làm tầm bậy tầm bạ nha. Không, em lấy con dao ra em. Em cứa từng lớp thịt của vậy? Anh đi. Em muốn làm gì em làm, anh không nói gì đâu, em làm đi em. Trời làm đất đi. Ơi đó mẹ, cứ gì bây giờ cả tháng nay là cứ say xỉn vậy đó mẹ. Trời ơi, con coi cái bộ dạng của con kìa. Nè, mẹ hỏi con nè. Tại sao, tại sao gần đây con lại như vậy? Con tác tệ như vậy hả Võ? Đó. Hả? Mẹ coi đó, đêm nào cũng say xỉn vậy chịu sao nổi. Say xỉn hư hỏng sao? Con chờ câu hỏi này của mẹ đã lâu lắm rồi. Nói gì không hiểu, nói cho mẹ nghe coi nào. Có nghĩa là ở nhà ai cũng đều buộc tội con, mà không hiểu vì sao, tại sao con lại trở nên như vậy. Nói đi, nói cho mẹ nghe đi Võ. Dạ. Tại sao nè? Con trở nên như vậy là tại vì sao? Công ty của con. Công ty con sao? Gần đây làm ăn thua lỗ và đang đứng trên bờ vực bị phá sản. Trời ơi, chết rồi. Anh ơi, con. Sao mấy cái chuyện này anh không nói cho em biết vậy? Có ai hỏi đâu mà nói. Con thiệt vậy không Võ? Mình không có ai hỏi rồi. Trời ơi, con ơi. Con nghiệp mình. Cái chuyện như vậy mà tại sao con không nói cho mẹ biết? Hả? Con mình. Hình như hai mẹ con mình mới vô trách nhiệm.